Thì chúng ta chỉ cần thuộc nhé, chúng ta chỉ cần thuộc một số những cái biểu hiện ngữ pháp như sau và một số những cái động từ như sau là mình sẽ nghe rất là tệ nhé. Đầu tiên mọi người nhìn thấy này, cái biểu đồ thứ nhất và biểu đồ thứ hai, nhìn thấy biểu đồ nó cùng một loại biểu đồ đúng không, nhưng mà cái biểu đồ này nó đang thì thể hiện là giảm rồi là tăng, cái này là tăng rồi lại giảm đúng không. Thì khi mà biểu đồ như thế chúng ta chỉ cần nhìn vào biểu đồ thôi, nhìn vào biểu đồ thôi là chúng ta biết được à chắc chắn nó sẽ có câu, ví dụ trong trong câu 1 và 2 thì chúng ta phải chú ý xem là chắc chắn, tức là cái câu 3 này nhé, nó sẽ nói hai vế, tức là một vế đầu tiên nó sẽ nói về biểu đồ 1 hoặc 2, biểu đồ vế thứ hai nó sẽ nói là 3 hoặc là 4. Đó thì mình nghe nào để cho nó đúng, cái nào đúng thì mình sẽ chọn. Ví dụ số 1 thì mình sẽ giảm hoặc là tăng, thì chúng ta sẽ nhớ nhé, giảm là gì, hàm số a tả đó, mình nhớ tất cả những cái từ giảm nó sẽ giảm là hàm số a tả này, chu đó chu tả này cũng là giảm này, chu đó tư tả cũng là giảm này, to đó tư tả cũng giảm này, hoặc là nó không dùng giảm nó mà trở lên thấp cũng được, là ta chi tả trở lên thấp hoặc là trở lên ít hoặc có chi tả này đó, hoặc là từ gì nữa ha tả cũng là giảm này. Tất cả những từ giảm mình sẽ gì nhớ hết trong đầu vậy. Ừ. Hàm cho đã sử giả cho đó cũng đã tốt sinh đã nạp nạp đã sinh đã cho có sinh đã tha đắc. Ừ. Đó. Và tiếp từ tăng mình thấy tăng mình có từ thường ca ha tả là tăng này, từ là tăng này, từ ro na tả là tăng này, ô la ca tả là đi lên cũng là tăng này, lục ta chi tả trở lên cao cũng là tăng này, mà na chi tà trở lên nhiều tăng này, tăng phân tha tà cũng là tăng này đó, nhớ về tất cả những cái từ này nó như này nhé. Ừ. Sau rồi tiếp đây là cái tất cả từ giảm và từ tăng này em phải nhớ này đó, tất cả từ giảm tất cả từ tăng đó, ngoài ra tiếp này phải nhớ tiếp, ví dụ như là cái biểu đồ số 1 hoặc biểu đồ số 2 này này nó đang có giảm rồi tăng đúng không, giảm rồi tăng thì mọi người nhớ cho thầy là tả ca nhé. Ví dụ như là giảm là khám xô ha tả tả ca rồi lại từng cá từng ca ha tả đó đúng không, thường nó sẽ thả si ở đây đúng không, giảm rồi lại tăng tăng lại đúng không đó, hoặc ngược lại này cũng thế, từng ca ha tả cá thả si hoặc là từ khám xô ha tả có tăng rồi lại lại tả đó, vậy là có thêm cái biểu hiện là tả ca nữa nhé, nhớ nhé, rồi lại đấy đúng không, trong lúc cái này rồi lại là sao đấy đó, rồi đó đấy là cái biểu đồ 1, 2 nó chỉ xuất hiện như vậy thôi. Biểu đồ thứ ba chúng ta nhìn thấy này, lý do không đọc sách hai biểu đồ 3, 4 cũng giống nhau và chúng ta thấy là gì, nó sẽ có cái vị trí thứ nhất đó, mọi người cứ đánh, mọi người chỉ cần nhìn vào cái vị trí thứ nhất cho thầy, vị trí thứ nhất là gì, đi tìm một né ý đi à si ta như ọc gió do, tức là gì, không có thời gian vì công việc Không rồi có thể vì công việc nên không có đó, thời gian. đó là vị trí thứ nhất thì chắc chắn nó sẽ là à nhiều nhất hay ít nhất hay gì đấy, chắc chắn nó sẽ nhiều nhất cao nhất, thì chúng ta lại nhớ ra là à, đầu tiên nó sẽ là khả kháng nộp tả hay là khả kháng bàn đạp đấy, nhiều nhất hoặc là ít nhất đó là được đúng không. Xong rồi tiếp tức là nhé, trong cái biểu đồ 3, 4 này này nó sẽ theo cái viện là đầu tiên nó tìm ra cái nhiều nhất, chắc chắn nó sẽ đọc cái nhiều nhất, thì nó mình chỉ cần chú ý à hai cái này thì nhiều nhất nó đang giống nhau thì chắc chắn cái thứ hai nó sẽ khác nhau đúng không, cái thứ hai nó sẽ đọc như này đó, chỉ cần nó đọc gì, nó đọc thấy cái điểm a chết thế xin thả đi mẹ chết đi thì ông hết do cái nghe thì a nó đang là đến thứ hai rồi, sau đấy tiếp tục lại theo dõi đến thứ ba nó có đọc được cái này không đó, chắc thì nên sự quan nhãn từ đó đó đó, xem cái nào nó đọc giống nhất, và thường khả trang xong, thường nó đưa cái khả trang xong thì nó sẽ liệt kê những cái gì, những cái sau nó, những cái sau nó thì nó liệt kê một loạt đấy, một loạt như là à, thứ hai là gì, thứ ba là gì đấy, xong rồi cuối cùng nó sẽ có cứ vì đứ vì ớt tại, cái này có nghĩa là gì à, tiếp nối sau nó tiếp nối sau sau nó à, và ở đằng trước thường nó hay đi với cái gì, cứ ta mở đô đấy, cứ ta mở đô đấy, và nó liệt kê à, đầu tiên nó đưa cái khả năng độc tài khả năng gì đó, sau đó cứ tham mưu tiếp theo nó là cái gì đó, tất cả nó sẽ liệt kê như thế, mình cứ nghe nghe kỹ đấy, thực ra mấy cái biểu hiện ngữ pháp này nói chung là tất cả các biểu đồ tất cả các đề nó đều xuất hiện những cái này thôi, nó chỉ xuất hiện như này thôi, nên mình cứ nghe nhiều tự dưng mình sẽ chú ý, tai mình sẽ chú ý được những cái thông tin như này là mình sẽ chọn được đáp án đúng không? Rồi đây này nghe nhá, bây giờ thử nghe đi nhá, nghe xem mắt nó bắt được cái gì không nhá.
3번. 최근 한 조사에 따르면 성인 독서율이 계속 감소하고 있는 것으로 나타났습니다. 독서를 하지 않는 이유로는 일 때문에 시간이 없어서 라는 응답이 가장 많았고, 책 대신 다른 매체를 이용해서 책 읽는 습관이 안 들어서가 그 뒤를 이었습니다. 오늘 chọn được mấy? Ba. Đúng rồi, cái vế đầu tiên đúng không? Vế đầu tiên nó sẽ đọc là gì? Cái vế đầu tiên nó sẽ đọc biểu đồ 1, biểu đồ 2. Và tại sao em không chọn biểu đồ 1, biểu đồ 2? Tại vì em thấy nghe nó nghe được nói là cái gì? Kế tốc trừng ca hay tài cả. Kế tốc trừng ca cả, kế tốc cám sâu gì đấy. Thấy không nhớ được tăng hay giảm được nghe xong quên không? Chúng ta, chúng ta. Tức là nó kế tốc trừng ca đúng không? Thì tức là nó đang nói là gì? Liên tục tăng. Tiếp tục. Biểu đồ 1, 2 nó làm gì có cái nào liên tục tăng đâu. Nó đang tăng rồi giảm rồi tăng mà, đúng không? Liên tục tăng Vâng. thì nó phải là một cái đường dây đi lên liên tục về này. Nó không có cái nào xuống cả. Đó, thì nó được gọi là gì? Kế tốc trừng ca. Còn đây là gì? Giảm rồi tăng, tăng rồi giảm. Vậy loại lớp là số 1, số 2. Còn cái số 3 nó đọc rất là rõ đúng không? Nó đọc rất là rõ. Vâng. Nó đọc là in đem một nơi vì khá chàng mán nát cô. Sau tiếp tục nó đọc cái này. Sau đọc cái này. Đó, nó đọc theo thứ tự như thế. Đúng không? Ừ. Anh nhớ nghe lại nhé. 3번. 최근 한 조사에 따르면 Đó, dựa theo kết quả quả điều tra gần đây đúng không? Thực ra cái chỗ đấy nhiều khi mình chẳng cần nghe cũng được, cứ bắt từ đúng cái từ mà mình đang cần muốn nghe là được.성인 독서율이 계속 감소하고 있는 것으로 나타났습니다. 감소. 계속 감소 đấy đúng không? Hệ thống cảm sâu vậy nó thì nó liên tục nó giảm, mà trong trong suy đoán trong cái một hai không có cái nào liên tục giảm cả, loại ngay được cái tốc cảm sâu là sai đúng không? Tiếp독서를 하지 않는 이유로는 đấy, bắt đầu nó đọc일 때문에 시간이 없어서 hai cái đều nhau라는 응답이 가장 많았고. đấy, khả trang mà nạt cô nó đọc in kỳ tại vì in đem một ra nhiều so so thì hồ mốt à, khả trang bản mắt cô đấy, vậy cái này nó đang nhiều nhất, vậy hai cái nó đang giống nhau. Thứ tiếp theo mình phải nghe cái thứ hai nó mới có sự khác biệt Check 대신 đấy, check để다른 xin매체를 à, đấy,이용해서 đấy tức là nó đọc cái nào thì cái đọc nó đọc cái nào trước thì cái đấy là vị trí trước đúng không? Nó đọc số 1 xong rồi thì nó đọc cái vị số check để xin nên thay đổi mình chế định yêu nghề so là thứ hai thì nó là vị trí thứ hai đúng không? Check 읽는 습관이 안 들어서가 Đó, nó đọc cái xét hình nhân sự qua nhà cho nó top thứ ba thì tức là vị trí thứ ba.그 뒤를 이었습니다. Đó, cứ thứ đưa Yosmida. Đó, và tiếp nối theo tiếp theo đó. Đó, đọc rất là rõ ràng, chọn được số 3 ngay. Đó, không cần phải hiểu nội dung, chỉ cần nghe đúng nó đọc theo thứ tự là được. Đó. Rồi, tiếp theo. Tương tự nhá, cái biểu đồ này mình thấy là gì đây? À, số 1 và số 2 thì nó cũng là cái gì? Khả trang mà nạt cô hoặc là khả trang nộp tả đúng không? Ừ. Cái lớn Vâng. hai cái này nó có sự khác biệt nhau rồi là sa óp và shuka, mình chỉ cần nghe cái nào thôi à, nghe cái nào đó. Nhưng mà số 3 và số 4 thực ra nó cũng lại giống như số 1 số 2 nhé, nó cũng là thuộc dạng là tìm cái gì lớn nhất đúng không, Lớn. lớn nhất. Nhưng mà số 3 số 4 lại giống nhau này, nó đều là 54% của thả chấp chinh cô đúng không? Vậy ta phải để ý thêm cái thứ hai nữa, cái thứ hai này khôn tha là gì, ba ba đô là ba ba đó. Ừ. Vậy là cái này chúng ta cái biểu đồ số 1 số 2 này này nó đều là gì à, ví dụ cái này chúng ta chỉ cần nhớ là gì, cái khả trang bản bà này, khả trang bà này, hoặc là Mà khả trang khư tả, nhiều khi nó cũng dùng khư tả lớn nhất cũng được đúng không? Đấy thì trong cái đoạn biểu đồ này chúng ta chỉ chú ý xem cái là lớn nhất của này, sau đó chắc chắn là nó gì khư tả à, từ tháng mở đó xong rồi thấm từ thấm từ là khi đến từ tất từ cả tất cả nó sẽ xuất hiện kiểu như thế này. Chú ý nghe xem là cái nào nó là lớn nhất và cái nào nó là tiếp theo sau nó, cứ đọc đọc theo đúng thứ tự là được.한 번. 외국인 관광객들이 한국을 방문하는 목적은
휴가가 가장 많았습니다. 다음으로 사업과 친척 방문이 뒤를 이었는데요. 그렇다면 외국인 관광객들은 누구와 함께 한국에 올까요? 가족이나 친구가 54%로 가장 많았고, 혼자가 33%, 동료가 10%로 나타났습니다. 마. Mọi người mất tháng 3 đó. Nghe bạn, em nghe lại xem nhé. 3번. 외국인 관광객들이 한국을 방문하는 목적은 휴가가 가장 많았습니다. Đó, là suga가 가장 많았습니다. Vậy là chúng ta đã nghe được nó đang nói biểu đồ số 2 đúng không? 가장. 다음으로 사업과 친척 방문이 뒤를 이었는데요. Nhưng mà nó đọc là gì? À, tiếp theo nó là sao óp, sau bắt đầu mới đến thì chim chóc báo mùn đúng không? Thì vậy cái số 2 nó đang bị sai thứ tự. Đó, loại luôn. Tiếp.그렇다면 외국인 관광객들은 누구와 함께 한국에 올까요? 가족이나 친구가 54%로 가장 많았고, Đó, nó lại tiếp tục nói khá thức chim ngon, khá thang mà nát gỗ. Đó, vậy là nó đang nói số 3 và số 4 và hai cái dấu giống nhau này. Câu này mới cô chốt này.혼자가 33%. Đó, hôn cha 33% vậy là vì hôn cha là đang 33% đang được theo số 3 đúng không?동료가 10%로 나타났습니다. Đó, và sau rồi đến là vì tôi là Hà tiếp theo là à, đấy là gì à, gọi là thể hiện lại đúng không? À, chúng ta có danh từ euro à, euro à, là thể hiện rằng là vậy nó đọc theo đúng của số 3 luôn, mình cứ nghe theo dõi như thế là được. Tiếp. Tiếp tục đây cái này thì ta thì đấy là gì, tăng rồi giảm, giảm tăng giảm đó, rất là lằng ngoằng. Còn cái này chúng ta thì cái lớn nhất ở hai cái nào đang sự khác nhau, chỉ nghe được cái nào lớn nhất cái nào sẽ chọn được ngay đúng không? Giờ cao hay trong như hay anh hay gió gió cái này thì lâm đồ cá ở là gió đúng không? Được. Rồi, nào. Nghe nha.3번. 2015년 이후 영화관을 찾는 관객 수가 계속해서 감소하고 있습니다. 관객 수가 줄고 있는 이유로는 여가 활동이 다양해져서가 가장 많았고, 영화를 모바일로 보는 경우가 늘어서 관람료가 올라서가 그 뒤를 이었습니다. 나. 3 hả? Vâng. 3 rõ thế ạ. 3번. 3번. 2015년 이후 영화관을 찾는 관객 수가 계속해서 감소하고 있습니다.
Nó có từ gì? Kế thúc khám Làm xuân. sự kiện sự cảm xúc Ta liên tục sự giả từ chỗ một liên và tục khám giả. xuân. 관객 수가 줄고 있는 이유로는 여가 활동이 다양해져서가 가장 많았고, 너나나 제가 만났고, 여가 활동이 다양해져서 가장 많았고. 영화를 모바일로 보는 경우가 늘어서, 네, 답그 하이 뜻 나비 치킨 하이 루언. 관람료가 올라서가 그 뒤를 이었습니다. 나 뜻, 너 태어 나비 치킨. 이봐. Tiếp nào. 60 chúng ta thấy cái gì đây? Lớn nhất, cái 70% lớn nhất chính là gì? Hansikan Samsipun đúng không? Còn này cái lớn nhất chính là gì? Hansikan Miman. Đó, mình chỉ cần nghe được cái lớn nhất là được rồi. Vậy đây cũng thế, số 1 Sanchez là gì? Sanchez Haiki, lớn nhất đây cũng là Thunrowa Chamasiki. Ở nó trong mấy kiểu này thì dễ quá nhỉ. Nghe phát ra luôn.3번. 직장인들은 점심시간을 어떻게 보낼까요? 직장인의 점심시간은 1시간이 70%였고, 1시간 30분은 20%, 1시간 미만은 10%였습니다. 식사 후 활동은 동료와 차 마시기가 가장 많았으며, 산책하기, 낮잠 자기가 뒤를 이었습니다. 뭐나? 뭔? 3번. 직장인들은 점심시간을 어떻게 보낼까요? 직장인의 점심시간은 1시간이 70%였고, đầu tiên nó bảo là cái gì? Hansi chờ ca chín subscribe cho. pro yoko. Vậy là nó đang 70% nhé. Hansi ca chín pro yoko tức là gì? Nó đã một tiếng nó đang là 70% đúng không? Thế nhưng mà ở trong cái số 1 với số 2 có cái nào mà 70% của một tiếng không? Một tiếng của nó chỉ có 10% và 20%. Cái đấy nghe nó nó lại nói theo kiểu đấy, nó không nói cái nào lớn nhất đấy nhất đấy cho nghe.점심 시간은 1시간이 70%였고 Đấy đúng không? Hàn chỉ là ní chín ship có xem thử nhập cố. Ừ, tiếp. 1시간 30분은 20%. Sau rồi hàn chỉ can xăm ship bun phải là ý ship pro. Vậy là gì? 1 tiếng 30 là bắt đầu 12 phút. 1시간 미만은 10%였습니다. Đấy, sau bắt đầu với hàn chỉ 1시간 can mì ba미만은 đầu với ship pro.식사 후 활동은 동료와 차 마시기가 가장 많았으며 Đó đúng không, cái lớn nhất chính là cái gì? Thùng lô wa cha bà và Saki sau đấy san chết haki낮잠 자기가 sau đấy nạc tham giải kỳ đã뒤를 이었습니다. 주를 이었습니다. Đã tiếp nối sau theo đó. Cái nghe cái số 4 thì rất là rõ, các số 1, số 2 mọi người nghe chắc nghe không ra đúng không? Cứ đục đến số là thường là mọi người sẽ khó nghe. Em bị ngu số kinh khủng. Bình thường người Thế mình nếu dự mà nói tuổi nhá, nếu mà nói tuổi thì là ví dụ như em 28 tuổi thì là sumo yo toi sai à, hay là sum, đúng không thầy? sumo giờ tôi sai tuổi thì là thuần hàn mà. Em Và ngày xưa thầy cũng thế, thầy cũng ngu số lắm, lúc đi dịch ông sếp mà nói ngu số phát thầy phải từ từ nhắc lại.
chứ không kiểu nói về một phát qua là không mới, ngay cả rất là nhiều cái số rất là bình thường thôi nhưng mà cũng không loát được ấy. Nhất là số tiền nhiều khi cũng thế, cứ cứ bị loạn Tiền em cũng không loát được luôn. Tiền ui em chỉ biết tiền tiền trăm với tiền triệu thì em loát được thôi, chứ đấy tiền chục thì là nghìn với nhiều lại nhiều cái tiền chục nó triệu. đặt ok nhưng nhiều những số nó phức tạp hoặc là to hoặc là tiền tỷ các thứ nó cũng bị loạn cả lên ấy. Thế nhưng mà sau rồi bắt đầu đi sang Hàn xong sống về là tự dưng cái số nó nhẹ hơn, tại vì sang Hàn mình mua bán nhiều ấy, Cứ tính đi mua hàng nhiều quen. toán thì nó sẽ quen đấy. Xong rồi về bây giờ, nhưng mà bây giờ ví dụ như cái số nó to to một xíu là cũng nhiều khi là cũng bị loạn, lẻ lẻ một chút đấy là cũng bị loạn đấy. Tức là mình nói thì mình nói được, thế nhưng mà khi mà nghe là bị kiểu nghe là mình bị chậm loát đấy. Chậm loát thì là mình cần cần phải nhắc lại, cần phải ghi lại hoặc là cần phải từ từ mới luận ra được. Còn khi nói thì mình vẫn nói được, khi nói thì kiểu mình cũng vẫn loát được nhanh. Rồi tiếp nào. Cái này à, cái này rồi giảm rồi tăng đúng không? Vậy là vì khám do là các sinh ra giá, cái này là kế tốc sinh ra đó, nhìn phát biết luôn. Còn số 3 này là thì khọt kỳ đang là nhiều nhất này, 60% này. Bên này là hê sư nhiều nhất này, đó. Thế thì dễ rồi đúng không? Xem nào.3번. 여러분은 운동을 자주 하십니까? 문화체육관광부 조사 결과에 따르면 우리 국민이 주 1회 이상 생활체육에 참여하는 비율이 2014년 이후 계속해서 증가한 것으로 나타났습니다. 가장 많이 하는 운동은 걷기였으며, 그 다음은 등산, 그리고 헬스가 그 뒤를 이었습니다. Chọn mấy? Có phải là Ba, hai, sao lại ba? hai. Rồi, 3번. 여러분은 운동을 Ừ,자주 đúng rồi, hai, hai,하십니까? hai. 문화체육관광부 조사 결과에 따르면 우리 국민이 주 1회 이상 생활체육에 참여하는 비율이 2014년 이후 계속해서 증가한 것으로 나타났습니다. Đó, kế tốc thể thao đấy à, thực ra nghe được kế tốc thể thao cái từ này nhé, nó ghi là nó kế tốc thể thao, nó còn phải hệ thao đấy à, từ mình Vì ta đang liên tục. tốt là ta đang giảm là thấy liên tục là tăng, là nhớ cái từ nó không dùng kế tốc này, nó cho cả thêm hệ thao liên tục rồi tăng đúng không, kế tốc thể thao, kế tốc thể thao cái từ cờ nổi lên kế tốc thể thao từ gan một số là ta đó, vậy chọn được số 2 luôn thì mà tiếp. 가장 많이 하는 Đây.운동은 걷기였으며, 아, 같이 그 다음은 등산, 등산. 그리고 헬스가 그 뒤를 이었습니다. Đó, vậy là bị cái này nó bị đảo lộn vị trí thứ hai đúng không? Là gì từng Đó. xa từ đó, tức là mình thầy khoanh vào đây tức là để mình bắt được cái đầu tiên là cọt kỳ, xong mình bắt đầu mình theo thứ tự của cái số 3 này thôi, nếu mà theo thứ tự số 3 không hợp là mình cũng phải lách luôn không? Đó, thế vậy chọn được câu 2 đó. Tiếp theo. À, cái này cái biểu đồ 1 2 này nó hai đối tượng 40T và 20T đều được tăng. Ờ 40 20 đều tăng, cái này thì cái này ngược lại 40 à, 20 giảm 40 tăng. Ừ. Ví dụ thế này nó sẽ đọc rõ ràng là thạ gì xa xít tê đúng không, xa xít tê chừng ga hạ tá ga hoặc là hao cốt xong rồi y xít tê tốt chừng ga tả kiểu này, hai cái đều tăng. Còn cái này cũng thể nó ngược lại nhé. Thầy nghĩ thường hai cái biểu đồ này thường nó hay mang ý nghĩa so sánh ấy. Ví dụ như là 40T gì gì đấy chúng ta thân thân nho nê thái đại xong rồi bắt đầu 20T thắm tô ha tà gì đấy đúng không, nó thường kiểu như vậy, thầy thay thầy nó cứ thắm nho giữa này. Còn số 3 cũng cái lớn nhất thái kỳ kế bai, còn cái này này yura đúng không, ở yura là trẻ sơ sinh nhỉ. À, cho trẻ em trẻ nhỏ đây là phát triển bản thân à, rồi nghe lại xem3번. 출판 시장의 소비층이 변하고 있습니다. 지난 10년간 연령별 부서 구매율에 따르면 가장 많은 비중을 차지했던 20대의 구매율은 감소하고
40대의 경우는 높아진 것으로 나타났습니다. 분야별로는 문학이 가장 많았으며 자기계발, 유아가 그 뒤를 이었습니다. 哎，那个谁，你老嗨啦，好的。Is it there？从这里来。Nhanh thật lên, tôi cái hai nghe nhanh dã man. Thế nó mới phải là thế thì nó phải làm quy trình mới nào, nghe lại xem cái chọn mấy Hai. hai học thứ hai cái ngược lại à? Hai. 3번. 출판 시장의 소비층이 변하고 있습니다. 지난 10년간 연령별 도서 구매율에 따르면 가장 많은 비중을 차지했던 20대의 구매율은 감소하고 À, đấy nó bảo là vì easy cancel하고 đúng không? Tức là bọn 20 cảm đảm này.40대의 경우는 높아진 것으로 나타났습니다. À, bọn này nó lại dùng cái từ gì? Nộp phạt. Nộp tài. À, một cái cancel. Cancel하고. Cancel하고. 1391. Giảm và trở nên cao. 분야별로는 문학이 가장 많았으며 자기계발 Đấy, cái lớn nhất chính là gì? À, thả đi chế bạn유아가 그 뒤를 이었습니다. sau đó tiếp là yuya cứ chú yuya đã vậy yuya trong trường hợp đó là mùn hắc chứ không phải yuya đâu đúng không, vậy chọn à, số 3 bị sai và chọn được số 2. Ok trả lời tiếp 41. Ôi cái biểu đồ này tăng giảm gì đằng ngoằng này, không biết tăng giảm các thứ mấy cái này phải nghĩ cũng không vào đâu. Nhìn những cái biểu đồ mà nhìn nó đàng hoàng là tất cả nó sẽ không vào, và thế đa phần là như thế. Tiếp Pason, Pason là nhiều nhất, Pason bị vỡ sau đó mới chỉ nhon, cái nổi bên này là gì, Hun Sin thất lạc là gì, lớn nhất đúng không? Chắc nghi nghi vào 3 hoặc 4 thôi, 41. Hãy 여러분. 혹시 비행기를 이용하면서 짐이 없어지거나 늦게 도착한 적이 있으십니까? 한 보고서에 따르면 2006년부터 2014년까지 비행기 수화물 사고 수는 2010년에 최고였다가 감소하고 있습니다. 사고 종류로는 짐이 늦게 도착하는 지연 사고가 가장 많았고, 가방 안에 물건이 깨지는 파손, 그리고 분실이 각각 그 뒤를 이었습니다. 봐. như là em lại nghe là hai sao Mấy? một hai một ba thế thôi. Em Hai. kiểu bị hoang mang Sang ấy. bọn. 여러분, 혹시 비행기를 이용하면서 짐이 없어지거나 늦게 도착한 적이 있으십니까? 한 보고서에 따르면 2006년부터 2014년까지 비행기 수화물 사고 수는 2010년에 최고였다가 Nó bảo là từ năm 2016 năm này thì nó bảo là gì, đến năm y y y chân ship nhờ nên thuê cô tả cả, nó dùng là thuê cô yết tả ca gì đây, tức là gì, vào năm 2010 nó đang là vị đỉnh điểm cao nhất, nhất. còn nó đỉnh điểm nhất đang cao nhất đúng không, Yeah. đang cao nhất rồi 감소하고 있습니다. rồi cảm xúc hào hứng gì ta. Dạ. À, và Là rồi câu. đang giảm đó, tại vì có từ chơi vô nhất tả ra này, 사고 종류로는 đây sao là những cái짐이 늦게 도착하는 지연 사고가 가장 많았고, đây là nó bảo là cái gì cao nhất, trí on mà đúng không, nó đang nói trí on cao nhất, vậy cái số 3 số 4 làm gì có cái nào trí on cao nhất đâu đúng không,가방 안에 물건이 깨지는 파손, đấy sau đó vì đến pha phone này.그리고
분실이 각각 그 뒤를 이었습니다. Tại sao về đến mình xin đấy? Ừ. Hết để cho Được십니까? nghe lại cái từ chơi cô ấy.한 보고서에 따르면 2006년부터 2014년까지 비행기 수화물 사고 수는 2010년에 최고였다가 2010년에 최고 있다가 감소하고 있습니다. 감소하고 있습니다. 또 사고 종류로는 vậy là tại số số 2. Rồi. Tiếp. Đây cái số khách dùng cái gì như này là sao? Nhìn ở biểu đồ này. Năm 2022, 2013 và 2014 riêng và mỗi một năm nó có 3 hạng mục đúng không? Có 3 hạng mục. Thì được cái năm 2013 này. À chúng ta thấy nhá, nếu mà so sánh như thế là thế ông ma thử là cái đậm này này thì nó đang đi giảm xuống đúng không? Còn cái gì phép khoa so này nó đang tăng lên. Tăng Cái này nó cũng lại giảm giảm xuống, đó mình có thể kết nối như thế để chúng ta hiểu đúng không? Cái này cũng thấy cái này tăng này. Cái này hơi giảm tí này. Cái này cũng giảm này. Đó. Lấy lối nối này cho nhìn dễ nhìn này. Sau số 3, à cái hoa trong không tròn luôn mé trăng là đang nhiều nhất, cái này cũng thế. Hai cái giống nhau. Và rồi mình sẽ phải đi xem thêm cái thứ hai nữa là thế ông ma thử và phép khoa trong. Đúng không? Rồi, nghe xem.요. 고장 났나 봐요. 제가 가서 경비 아저씨 불러올게요. 2번. 정말 축하해요. 2번. 화장품 구매 장소를 뭘 이런 것까지 준비했어요. 이내 나는 못 뵙다. 바쁘신데 와줘서 고마워요. 와, 손님이 많네요. 가게도 꽤 크고요. 뭐 잡으러 왔냐? 3번. 30대 여성을 대상으로 화장품 구매 장소를 조사한 결과 화장품 전문 매장을 가장 많이 이용하는 것으로 나타났습니다. 그 다음으로는 백화점과 대형마트가 뒤를 이었는데 백화점 이용객은 지난해에 비해서 크게 줄어든 것으로 조사되었습니다. 저 nghe được cái gì luôn thầy ạ? 다음 대화를 잘 듣고 Em nghe được gì không Phương?말을 Có vẻ như nói hơi nhiều, em không tập trung, không biết tập trung đoạn nào. nào cảm thấy Hai thầy ạ. Em nghĩ là 4 đi. Nhiều cái này em xin mời chị. rồi nghe chậm mấy 1 2 3 4 Một hai một bốn. tận 1 2 1 4 4 lần
화장품 구매 장소를 조사한 결과, 이 yeah. 화장품 전문 매장을 가장 많이 이용하는 것으로 나타났습니다. 가장 많이 아, 화장품. 그 화장 전문 매장 가장 많은 데 대단한 거리 수 84 trước, 뭐. 그 다음으로는 백화점과 대형마트가 뒤를 이었는데, Câu tiếp theo nói là gì? Hoa trong và thể hiện ma từ. Vậy số 4 chữ. Đúng không? Đúng không? Thế nó đang nói đúng theo số 4 này. Hãy 지난해에 비해서 Chỉ năn hê ê bị hè to tức là gì? Chỉ năn lần trước ê bị hè to. Đầu năm ngoái, năm trước. năm ngoái So với năm ngoái, vâng, thì hiện bây giờ so năm ngoái, bây giờ nó mới nên nói biểu đồ 1, biểu đồ 2 này.크게 Khư kệ.줄어든 것으로 조사되었습니다. À, nó chỉ là khư kê chú đó tả thôi. Khư kê chú đó tên khỏi chú đó tả sao mà tả. Nó nói một câu này, so với năm ngoái thì là gì? Năm nay Thể giảm lớn hơn. hiện rằng là giảm lớn, giảm mạnh. Hết, nó không nói theo các hạng mục, vậy thì là sai, đúng không? Có cái tăng cái giảm mà, đúng không? Vậy là hoặc là nó nói đến hoặc là nó hoặc là cái câu này nó nói cho mỗi cái gì hoa trang chuẩn môn mề trang này này, đúng không? Tại vì nó đang nói đến mỗi cái hoa trang chuẩn môn mề trang mà, thì nó giảm lớn cứ kê so với năm ngoái giảm lớn, có lớn không nhỉ? Cũng sương sương. Cái số 3 thì là giảm lớn là sai rồi đúng không? Còn số 1 thì nó cũng hơi giảm lớn đấy. 500 xuống còn 300. Gần mất một nửa thôi. Ừ. Nhưng mà không biết nó phải đây xem là화장품 구매 장소를 조사한 결과, đây nó vẫn nói đến là nơi화장품 전문 매장을 가장 많이 이용하는 것으로 나타났습니다. 그 다음으로는 백화점과 대형마트가 뒤를 이었는데, 백화점 이용객은 à đây là bẹp hoa trong ý dùng cách xuống lên chứ bẹp hoa trong nhé bẹp hoa trong지난해에 비해서 đó so với năm ngoái크게 cứ kể줄어든 것으로 đó tên còn조사되었습니다. nó nói bẹp hoa trong làm gì có giảm đâu giảm hơi xíu đúng không phải là sai đó tiếp ba sáu số 3 này là Đáp gì án 4 này. cái gì á Đáp án 4 nào. ở đây là 4 cái số số cái 1 2 nó đang nói hẹp hoa trong thôi, nó nói mỗi cái trung tâm thương mại là giảm lớn, mà trung tâm thương mại nó có giảm lớn đâu, một cái tăng một cái giảm một xíu. À, 36 nó nhìn thấy số chỉ có là nghề nghiệp tốt đúng không, là 42% lớn nhất, còn đây là gì vì mình nhớ khế bài phát triển bản thân phát triển năng lực là có 43% cũng lớn nhất, còn bên dưới à chính năng như là tỷ lệ thì tỷ lệ học lên thì là tăng, cái này trí óc cũng tăng, còn hai cái này là giảm giảm tăng tăng giảm giảm đó tiếp학생들의 고민을 반영하는 것으로 보입니다. 3번. 대학생을 대상으로 대학 교육을 받으려는 목적을 조사한 결과, 좋은 직업을 갖기 위해라는 응답이 가장 많았으며, 능력 개발과 지식 습득이 뒤를 이었습니다. 이는 진학률은 높아졌지만 취업률은 낮아지는 현실에 대한 학생들의 고민을 반영하는 것으로 보입니다. 1 thôi một
Đúng. Nghe lại nhé. Một đó, bạn một là cái nhiều nhất thôi. Cái này nó cũng dễ, nhìn nhìn đồng hồ nó không lằng ngoằng, nhìn phát biểu thì hiểu. 3번. 대학생을 대상으로 대학 교육을 받으려는 목적을 조사한 결과, 좋은 직업을 갖기 위해라는 응답이 가장 많았으며, Đó, j�은 직업 뭐 가장 많았으며, đúng không? 능력 개발과 Đó, rồi đứng nhất kế bàn tập thứ hai luôn rồi.회식 습득이 뒤를 이었습니다. 지지 습 뜯기 그 뒤를 이어서 이제 뭐 이는 진학률은 높아졌지만, 나봐 지지 난 유리 지난 유리 tỷ lệ học lên ấy nó đang là gì cao nó bắt man. 취업률은 낮아지는 현실에 대한 학생들의 고민을 반영하는 것으로 보입니다. Nhưng mà cái duy nhất như nó lại gì mặt cha chị đã tức là nó đang hai cái đang bị ngược Vâng, nó một như cái đi nộp tăng bạc một cái dạng. duy nhất man thế nhưng mà cái gì duy nhất như đi nó lại bị nạt cha chị đã dùng nạt cha chị đã nó lại Dạ. tăng gấp đi đúng không hai cái nó đang ngược lại nhưng đây lại vì hai cái nó đang đều tăng đều giảm sai đúng không? Vậy chọn số 1 rồi tiếp. Cái này nhiều nhất là ý xích te, còn cái này là 10, 10 te. Còn bên này cũng tương tự. À đây cái này đi. Nhưng mà cái này nó so với 20 thì cao hơn so với 10 này. Nó trên đúng không? 20 trên cái 10 dưới. Cái này thì ngược lại 10 trên 20 dưới. Được không?2번, 3번, 스마트폰 사용자가 많아지면서 모바일 쇼핑 이용객이 급격히 증가한 것으로 나타났습니다. 20대가 가장 많이 이용하는 것으로 나타났으며, 10대가 그 뒤를 이었습니다. 여전히 컴퓨터로 쇼핑을 하는 사람들이 많지만, 앞으로 모바일 쇼핑 이용객이 더늘 것으로 예상됩니다. Đây là mấy? Một. Một. Nghe rõ luôn à? Một. Nghe lại. 3번. 스마트폰 사용자가 많아지면서 Cái gì nhiều người모바일 sử쇼핑 dụng.이용객이 급격히 증가한 것으로 나타났습니다. 20대가 가장 많이 이용하는 것으로 나타났으며, No. Is it? Rồi bọn 20T nó đang khá trang mà nhỉ không? Vậy nó đang theo kiểu dạng khá trang mà nhỉ không? Theo cộng cái động từ làm cái gì đó nhiều nhất khá trang mà nhỉ không? 10대가 그 뒤를 이었습니다. Rồi 10T가 그 뒤를 이었습니다. Đó, thấy 10T 23 3 ngay ngay sau nó luôn. 여전히 컴퓨터로 쇼핑을 하는 사람들이 많지만, 앞으로 모바일 쇼핑 이용객이 더늘 것으로 예상됩니다. Vậy là nó không nói gì đến ba bốn đúng không? Vâng. Nó không nói ba bốn, nó chỉ nói mỗi cái một hai Một đó, hai. xong rồi nó phỏng đoán dự đoán là sẽ tăng sau này thôi, phải chọn được số 1 luôn đó. Ok đó, không cần phải nghe hết vẫn hiểu và vẫn chọn đáp án đúng không? Nghe bắt từ và là xong rồi câu 3 nhé. Rồi mình sang phần đọc đi, sang phần đọc đọc của chúng ta đang là từ câu 9 đến câu 12, thì yêu cầu từ câu 9 12 là cái gì? Nó yêu cầu chọn nội dung giống, nội dung giống với cái nội dung của một đoạn văn và của cái biểu đồ grep thử. Vậy câu 9 này cùng câu 9 câu 10 và câu câu 9 câu 10 là nó sẽ là theo dạng như này, biểu đồ và một cái bảng giới thiệu quảng bá về một cái gì dịch vụ hay một sản phẩm hay một cái gì đấy đúng không? Còn cái câu 11 12 sẽ là câu 11 12 sẽ là một đoạn văn này, một đoạn văn xuôi như này.
đọc dịch và chọn đáp án đó. Rồi bây giờ cách làm của cái câu 9 câu 10 là chúng ta phải đi làm gì? Chúng ta sẽ đi đọc dịch câu 1 câu 1 đến câu 4 rồi đi so sánh lên cái bảng này. Chứ chúng ta đừng đi đọc phản ánh trước nhé. Ví dụ Đọc dịch không một không buồn không. rồi đọc dịch câu 4, dịch câu nào, ý là dịch ví dụ câu 1 dịch xong thì mình sẽ so sánh lên trên đúng hay không, thì loại đúng thì đúng thì chọn, sai thì loại luôn. Đấy, chúng ta sẽ chọn từng 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 loại nào. Cái câu 1, câu 4 của cái câu 9 này nào, thì Hương nhỏ là Hương bé nào, chỉ cho thầy số 1 dịch như nào đây. Chủ ngữ của nó đến đây này, IK, đến chỗ nào của IK thì nó là chủ ngữ đúng không? Dạo này À, đâu dạo này đâu, dù cơm mà là dù cơm dù cơm. là cái gì nhỉ, phí à, cái tiền gì Ừ, phí phí sẽ biết đúng không? Họ sẽ dùng cơm tiền sẽ biết, phí sẽ biết của biết học sinh và với người lớn bao nhiêu là giống nhau. người lớn là giống nhau. Ừ. Có giống nhau không? Đâu nhìn cái chi phí đây, cái dấu chấm thứ ba có chi phí không? À, dù cơm đây là so nghìn là người lớn là 10 10 nghìn, Mười học sinh là 5 5 mười nghìn, còn dưới chiêu nhà c chiêu c ý ha, ý ha đây là gì, dưới mấy, trên xe là dưới 7 7 tuổi đúng không? Dưới 7 tuổi thì Murio miễn miễn phí phí. á. Vậy là không phải giống nhau đúng không, khác nhau mỗi độ tuổi một kiểu. Số 2 chủ ngữ đây thì bò xin nên nên là có tuổi từ chủ ngữ này, chủ ngữ là gì đây, cái Biết siêu này cái siêu thị này, ta quên cái gì nhỉ, xe buýt này, số biết này xuất phát từ xuất cái công phát viên gì ánh sao đúng không, trời là ánh sao, cho là tao là ánh ánh sao đúng không, đây hoàng ừ. trang hoàng quang trắng Đây là thôi, điểm đến. địa điểm của nó là sư ban này, xuất phát từ cái hoàng trang này, quảng trường của cái chính sư dọc Chu Gai Chu của gai chu đúng không, sai sai đúng không? Số 3 chủ ngữ đâu, không có chủ ngữ gì từ dưới, có thể có thể lên có xe buýt này thể lên xe buýt này vào vào buổi buổi sáng sáng mỗi mỗi ngày đi mỗi mỗi ngày ngày đâu, thời gian đâu, đây thời gian đây, Chulmasikan này, buổi chiều buổi chiều thời gian đâu, thời gian đấy là gì đây, 6 giờ tối 6 giờ chiều mỗi ngày, mà là cũng sai đúng chiều không? Tiếp cái này có hai vế, tha đèo mion, nếu muốn nếu nếu muốn muốn xe buýt này tha thả đi lên ý bỏ sự, lên xe buýt này đăng ký trước. nếu muốn đi lên cái xe buýt này thì phải gì, trung tâm hàng tá phải đăng ký Trước. đi trước đúng không, chỗ nào đây này, chỗ cái chỗ gì đây, dễ dắt Để nhá. đấy, Làm phương pháp sao gì khác. cái cách Cái phương pháp đăng ký thì nó là đăng nó gì tiền từ trong hãy đăng ký ở trên cái trang homepage trong không biết homepage gì? Trên trang homepage không là gì biết đó đúng không, trên trang chủ. Hãy đăng ký ở trên trang chủ trước đến trước trước một trước haru một ngày xuất phát trước một ngày xuất phát, thế vậy là nó phải yêu cầu đăng ký trước này, thì phải là chọn bốn. chọn 4 đúng không? Rồi đó có gì đâu nào, xem có từ mới cái gì chưa, inducy già kiêng, già kiêng đây là cái gì, cảnh là cảnh đêm đúng không, buồn hen là gì, vận âm án này, buồn buồn là vận, hen là hành, vận hành đúng không, có cái gì chưa, cần bao giờ xuân xuân bao nhiêu cứ Murio miễn miễn phí xin cho ta tả là ăn phí. Có gì nữa không? Hết nữa gì đâu. Okay, đã xem có cái âm hán nào hay ho không? Nào, thầy sẽ lấy un, un đây là gì, un ở đây là vì vân vẫn vẩn vẩn thì un ấy, kết thúc un un
Ở trong bài là vận hành, vân vấn vận vận vân vấn vận vận vận. Nhưng chúng ta có những từ gì vận 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 động ấy. Vận động là gì? Un đông. À, đúng rồi, vận động ấy. Un un chính là vận, un tông là vận động. À, vận dụng. Un dung. Un dung đúng rồi. À, vận chuyển. Chuyển. Un cái từ lái xe ấy là gì? Tròn. Un Tròn. con chúng ta chuyển đấy. À. Un tròn đúng không? À, vận gì nữa? Khí vận. Vận dụng. Vận dụng ở trên rồi đây. Khí Đúng vận. rồi. Khí vận. Khí vận là gì? Khí là gì? Hôm trước chúng ta học cái từ đấy là hôm trước học cái từ đấy là từ cơ và kỳ đúng không? Cơ và kỳ. Hôm nay thì từ kỳ này nó là khí nữa. Đó. Khí. Khí. Khí vận. Đó. À, vận mệnh. Vận mệnh 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 trong từ gì? Sinh mệnh. Mệnh trong từ. Mệnh trong từ mạng, sinh mạng, sinh mệnh. Mion, mion là mệnh. Vận mệnh. Vận số. Su Số. Gì nữa không? Âm âm vận. âm vận à, Ừ. vân à, un Un. Vận gì? Vận âm vận vận nó là cái gì ạ thầy? vận âm này, vận số dưới âm này, vận thì nó vân vẫn vần vần vân vẫn vần vần vận dụng vận chuyển vận thì vận vận hành. Ở bên kia lúc kia vận hành lấy cái từ vận hành đi bên nhỉ? Vận hành là gì? Uốn uốn hang vận vân 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 phong vân này Cái phong gì ạ? vân phong vân phong vân tức là gì? Gió và mây đúng không? Phong trong từ gì? Phung Phong. Ừ. luôn. Phung luôn là phong vân. Vận thế. Vận thế là gì? Thế. Ổn thế, ổn Thế ổn trong cái thế giới. Vốn vốn thế. xe. Vận thế đúng không? Rồi ok. Tiếp. Là bên dưới này thế. Thương lớn. Đọc từ dưới so sánh lên. Đầu từ đầu. À, không có từ chủ ngữ. Không có này. IK từ dưới. Để từ dưới luôn. Đã gì? Chứ đã. Giảm ạ. Ừ, đã giảm đi cái gì? Pure. Đã giảm. Bí ơi, tỷ Ừ. Đã giảm đi cái tỷ lệ của những người trực sang nghiêm. lệ của nhân viên văn phòng à? À, của những nhân viên văn phòng mà đã trả lời rằng là chui thêm Chui thế tức là gì? Đi làm và tan tan ca. tăng ca. Đi làm và tăng ca bằng xe à, Ca bằng bằng xe ô tô bằng xe riêng. là xe riêng Bằng xe riêng thì đâu có từ kha ca yông đây thì đã bị giảm, có giảm không? Đây màu trắng là 2012, còn đây là nó đi đi lên mà. vâng Tức là tăng. tăng Đây. tăng Tiếp số 2 chủ ngữ đến đâu? Đây chỉ tăng in đây. đâu Chỉ tăng là những người mà những người nhân viên văn phòng những người đi làm tan ca đâu bị cái gì ra trên đường à? đâu hồi đó sao quạt tà thế? Quạt tà đây là gì? Đi bộ. À, Bộ đi bộ. những người này đi bộ. Ừ. Những người này đi bộ thì là gì so với năm 2010? Năm 2000
hoặc 2012 2012. thì 2022 sau với 2022 thì 2022 nó đã bị thoa trọng tám ít trọng Ít tám hơn à? Ít ít hơn. hơn đúng không? Biết đâu đâu nó bảo là đây đi đi bộ đúng không, đi bộ đây khó đâu cho đi bộ đây vậy năm nào ít hơn đây thì nó giảm xuống nó đang bảo Làm năm xuống. 22 ít hơn năm 2012 Đúng. ừ. Đúng. Đúng tôi chọn luôn số 2 còn số 3 vào năm Năm 2022 ạ. ừ. Năm 2022 thì dịch từ đâu thầy? Chủ Dịch từ cuối ngữ rồi đâu cái ạ. IK này không Những nhân viên văn phòng thì ừ. đi làm tan ca bằng tàu tàu điện ngầm Ừ. ạ. Bằng tàu ca Nhiều chăng? Nhiều nhất, nhiều 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 nhất. tàu điện ngầm là nhiều nhất đúng không? Đâu đây tàu điện ngầm đây Không không ạ, không. à cái này cái đi xe riêng nhiều nhất Đi tại xe bốn nhiều nhất. à thứ bốn này vào năm 2012 Năm 2012. Khi những nhân viên văn phòng đi làm và tan ca thì gì sự là những nhân viên văn phòng thì từ sử dưới họ đã sử dụng đã sử dụng xe buýt nhiều nhất. dụng nhiều nhất khi đi làm tăng ca Xe buýt xe buýt của nó không phải nhiều nhất đúng không không ạ, nhiều nhất là xe nhiều nhất riêng. là xe riêng cho vậy bạn số 4 chọn được số 2 đúng không đó thì đọc nhà xem có điều gì cơ ở trên đề bài chúng ta có từ ý tông xung tan này. Thế là gì chúng ta là phương tiện di chuyển đúng không ý tâm là di chuyển đấy không đâu có gì nữa ừ, hà ca dông Chà cây không? xe trước tiên Xe riêng. còn cái gì không chiếu Trời. Trời. lệ Ừ. đúng không ứng đáp sao ta là ứng đáp gọi là trả lời đấy ứng đáp Hello. tức là trả lời từ gì nó chúng ta là giảm sau cái này giảm rồi không có âm thanh là hay không ưng 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 đúng không ưng như ở trong cái bài là ứng đáp đấy đúng không tức là trả lời đối đáp ứng đáp là ứng ứng đáp rồi qua được cái gì ứng gì nữa Không ạ. ứng ứng dụng Ứng dụng. à, ứng dụng ứng dụng ứng ra ứng đối ứng đối trong từ phản đối hay là đối tượng hay gì đây đối tượng ừ. Đối đối trong từ gì xe đúng không à, thế đối ứng tiếp Cung ứng. Cung ứng. ứng ừ. Cung ứng cung là không Công. ứng ừ. Không ứng Công ứng. cung là cung cấp đây tiếp phản ứng phản ứng là gì Bàn ưng ừ, rồi phản ứng là phản ứng đúng không tiếp ứng gì nữa ứng biến
Biến biến từng biến trong cái biến hóa ấy. Là gì cơ? Quên rồi. từng biên. À rồi, từng biến, từng biến. Ba Bố bố ứng. Bốn. Ứng thi. Ứng thi ứng đấy. thi Ứng thi đấy. ứng kỳ Ứng thi, thi bài thi là gì? thi Thi. à, ứng thi Ứng si. Thích ứng. Thích 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 từ gì? chủ ứng Ừ, không phải. Thích thích cái gì? chủ Thích là thích hợp. Thích có nghĩa là chót, chót, chót là thích, thích ứng, chót. Chót ứng, ứng. Ứng đi. Ứng viên. Ứng. luôn. Ứng quân. Rồi, tiếp theo. Họ câu 9 đến 12 là chúng ta sẽ phải đọc nguyên văn bài trên xong, dịch xong mới đi chọn đáp án được, chứ không giống như câu 9 câu 10 đúng không? Nào. Mi, mi thì cơ thể nào? Mi si. Là dịch chủ ngữ từ đâu? Chủ ngữ là ý ca này. Mi đâu nhỉ? Mi ơi. Alo, Nghe được rồi, nào, cứ thầy. chủ ngữ là Intsushika à, cho nó kê chập niên Em dịch từ dưới luôn nhé, em xác định chủ kê ngữ là Inchu Shika, xong rồi dịch từ vâng dưới trở lên. À. Tức là nhưng cái thành phố Inchu đã gì dịch từ dưới. Ủn nhong han tàng là Ủa, gì nhau ta? hai tàn là gì? Ủn nhong han Ôn của là vân 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 đây. tàng. Vận 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 hành đúng không? vận Vận hành. hành đúng không? Tức là nó đã vận hành cái gì? Nó đã vận hành một cái sensor. À sensor. Center một cái trung tâm với cô Vận hành một trung tâm gì? cha con co suy ba con cha con co suy là cái gì đó Cha chân Suri là gì? cha con co là xe đạp sửa chữa xe đạp Đúng trung rồi, tâm sửa chữa xe đạp. Trung tâm sửa chữa xe sửa đạp. chữa Tiếp nữa. đạp chặt chặt cha cá nhân cái gì tìm mà cái Đi tìm. đi Tà tìm là tìm đúng không? Còn từ thái đi tà là đi tìm, tức là à, đi đúng không? Tức là đang vận hành với một cái trung tâm sửa chữa xe đạp là người ta đi tìm đúng không? Cái này tên riêng, cái nháy này tức là tên riêng đấy đúng không? Vận hành một cái trung tâm sửa chữa xe đạp là đi tìm trong vòng thân tay. một tháng Cái từ can đây là trong đúng không? Trong vòng là bằng với từ tổng an ấy. Trong vòng một trong tháng là tháng mười si si quên là tháng 10 và năm nay cũng năm năm nay Ion là cũng gì? Cái từ Ion là tiếp nối tiếp theo đấy, à, ý là tiếp nối của năm ngoái thì năm nay cũng thế đúng không? Họ vận hành cái này là đi tìm trong một tháng. Sau tiếp nhấn mạnh vào trong gì đấy lên để các ngày trong tuần và ngày trong in là ngày thường đi đúng không? Và ngày thì thường thường nghĩ nên gió đó chi cấp là chi cấp ê chi cấp thang buôn dịch từ dịch đâu từ đâu nữa thầy dịch từ chỗ đó. Chumare à
Và trong đấy thường sao dịch tới đâu? Tức phải có hai vế đây này, suko. Đây cũng là một vế nữa rồi, đúng không? Mình dịch cái này trước. Và ngày thường thì người ta sẽ thì đây. Trịnh chấp hắn môn hề do khổ cho chu tài. Trực tiếp thì người ta trực tiếp thì trong môn hai Trực tiếp tám. đến thăm, Ừ, trực tiếp thăm, để thăm cái gì đấy? trực tiếp thăm nhiều cái gì đấy, chi chi chắc là gì đấy, Chí ốc là địa vực tức là gì? địa điểm à, Khu vực đúng không? khu vực à, Ừ. Do đó là nhiều hoặc là ở các khu vực nhiều. khác cũng được, mà người ta trực tiếp đến thăm các khu vực đối cô chi tài là gì đó. Sửa Ừ, người ta sửa cho áo chu tài và tiếp cuối tuần. cuối tuần thì sao đây? Về quên viên bên mình chưa xin Cuối cuối tuần thì vì sửa, vì sửa dịch từ dưới trở lên cái câu đơn thế, thế công là chế công hay là cung cấp à thầy? đúng rồi, cung cấp tức là cuối tuần người Cung ta sẽ thế công là gì, cung cấp một cái cung cấp dịch vụ, service dịch vụ sửa dịch vụ chữa gì ở để công sửa viên Kim ở Trụ. cái cụ từ dưới trở lên có gì đâu. Sao rồi tiếp tiếp theo có chủ ngữ không? Không, không có chủ ngữ. Có chủ nữa Đâu mới là có chữ thì ca sao đẩy chỉ sa ca đây thì à, nó có hai trường hợp khối do chu cô này đúng không, tức là gì à, cái vị thần musuri kisu kỳ sa ca kỳ sa đây rồi. thì sao thầy Kỹ thuật. thuật đó. Bình thường nó là tài xế, nó gọi là gì, là thợ sửa. Thợ sửa. Ừ. Thợ sửa gì thì cả câu à, thì cái thợ su đi để sửa đúng không, cái thợ sửa thì sửa chuyên môn đúng không, sẽ thì phụ cho chú cô, phụ cho chú tài Sẽ sửa là cho miễn gì, phí, miễn sửa cho miễn phí, sửa cho miễn phí. phí. Và tiếp này, và cho ưu ý nên nó đang nhấn mạnh ở chỗ ưu ý nên, và trong trường hợp đúng không, Trong trường hợp mà cần trong trường hợp cần cái gì, chỗ chơi là thay thế thì à, trong trường hợp phải thay thế cái búng cuối cùng phun là phụ tùng mà, hay là cái gì mà linh kiện đúng không, là trong trường hợp thay phụ tùng linh kiện làm sao nữa, sẽ đổi đổi sang cái giá thì người ta sẽ thay, mình cũng chỉ là thay thôi đúng không, trong trường hợp cần thay phụ tùng người ta cũng thay cho với cái giá thì khá chốt giá rẻ. lo giá rẻ đúng không. Tiếp xin lên chủ nữa là xin này, cái thành phố này đâu dịch từ đâu, thành phố đã thì dịch từ dưới luôn, thầy xuất tà. Ừ. Hay là biến thích à? Ừ. Thầy khi tà mà thích làm rõ. Làm rõ. Ừ. Cái thành phố người ta cũng làm rõ rằng là đúng không, nó có một cái gián tiếp đây, y đà vô này, y đà vô là rằng là đã làm rõ rằng là gì, người ta sẽ gì đây, là nó là một cái gì cuốn nho mà là người ta đang vận hành cái gì, Vận hành cái trung tâm sửa chữa này là để cái gì, sinh hoạt hóa đi xe đạp à? sinh hoạt hóa cái việc đi xe đạp của người Simin thị dân người dân Bây đúng giờ không, đúng không đó, hiểu chưa, hiểu cái bài này chưa, tại vì sao vẫn không hiểu, có ghê, thật có nên sao mọi người phải chuẩn bị trước ở nhà chuẩn bị y chang từ mới trước ấy, cho nên mình chỉ nhưng mà cần cho nó tại vì nhanh. hôm nay em là nghe tiếp Ừ, không chắc em như vậy. là nghe hết cái phần
ba kia cô ba kia xong rồi xong phần đọc mà phần ba nó không ngắn, nó ngắn nó không dài rồi à. Xong à, vậy bây giờ chọn cái gì, số 1 là gì, kỳ so với xứ nên là chủ ngữ đấy, cái dịch vụ này Dịch vụ này được được hoạt động, ừ. Được vận thế hành thì vận hành, được vận hành nên là gì? được vận hành nền nếp là gì, Hàng năm trong suốt thì nên là trong suốt trong trong suốt một năm. ừ. Đúng không, nó có trong tháng mấy, Từ năm trước này tiếp nối đến tháng đến đến tháng 10, bây giờ đến tháng 10 năm nay nó chỉ có thì trong vẫn tháng 10 thôi đúng không, tức là một năm nó tổ chức một lần và trong thì trong một tháng là tháng 10, vậy đây nó à, bảo trong suốt một năm là bị sai đúng không. Số 2 thì đây ore cho mùa đô, tức là năm nay là lần đầu. ừ. Năm nay là lần đầu Lần đầu bắt đầu bắt đầu được vận hành cái trung tâm này. trung tâm này là vận hành. ừ. Năm nay là lần đầu, năm nay là lần đầu tiên cái trung tâm này bắt đầu được vận hành, Bắt có đúng đầu không? vận hành. Nó cái Sai đoạn ạ. hàng nho này ioreto, tức là gì, tiếp nối của năm ngoái thì năm nay Rồi. nó cũng được vận hành, tức là gì, nó vận hành từ năm năm ngoái chứ không phải năm nay đâu đúng không. Rồi tiếp Có thể nhận ừ. sửa chữa ở công viên Inchu vào cuối tuần. Đúng rồi. Tức là à, vào cuối tuần thì người ta có thể nhận sửa chữa ở công viên đúng không? Đây cuối tuần, ở cuối tuần người ta cung cấp một cái dịch vụ sửa chữa ở công viên Inchu. Nếu À, vậy có này đúng này đúng không? Số 4 ở tại Isuri trên tòa hiệu gió lên. tại trung tâm sửa chữa này Đúng. cái gì? Cái phụ tùng được đổi cho miễn phí. Ừ, được thay phụ tùng miễn miễn phí đúng không? Không ạ, giá rẻ thôi ạ. Rồi là cho giá rẻ đúng không? Vậy có này sai. Ừ, đó là số 3. Rồi làm được cái từ vựng. Có cái gì đây? Từ vựng có cái gì đây? Nhiều Làm gì có gì đâu. nhiều Ùn mặt nhóm ha tà đúng không? Vận hành. Vận này. hành. Vận hành. Su đi là tự giữa biển đồ, su đi nó bằng phi hạt tà đấy, nó bằng với cú suy tà kìa, bằng một cú suy rồi tự giữa đi nữa chi óc là khu khu vực thì không hạt tà làm đúng các tròn môn là chuyên chuyên môn đồ chương Kiểu phú kiểu quốc chế thấy đồ chương đơn kiểu là chế gì từ phụ tùng còn từ đồ chê là phụ chê ha tá là thay thay thế đúng thế không, còn từ gì nữa thay khi tá thì làm tá có vâng cái từ rẻ ấy thầy. ừ. Cháu đang mang tá nên sẽ phải chăng đúng không? Này học từ cấp 1 2 rồi mà. Tăng. Hết. Nè nè nữa. Làm rõ Đâu nè nè mà. à, không nên Nè nên nè từ nghe để là bằng với nó bằng với từ can này không? trong suốt An và nó bằng với từ tổng trong an đấy, trong trong vòng trong suốt. suốt. Rồi nào. Ở trên này mình có tập cái từ xi min nữa đây, Mình người dân thị dân mong thị dân dân thành phố đấy thành phố à, thì phải có từ min, min là dân 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 đó. Dân nó có từ thì nông dân
nông Nông. nông à Nông. nông mình à, dân tộc Mình. mình tộc trong từ gia đình là gì? Chúc. Đình là Mình cá chúc. thóc, gia Mình đình là chúc. cá thóc, cá thóc là gia tộc đúng không? Vậy là đây là dân tộc là mình. Tiếp dân sự, dân sự, dân sự. Mình xui Sự là gì? xui à, nhầm em nhầm xui em nhầm mi 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 xui Sự 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 từ dân, dân sự miền xa 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 à, miền xa dân gian, tan tan trong từ gian trong từ gì nhỉ? Không gian trong từ, gian trong từ, gian chúng ta can ừ, can đúng rồi, can thế dân gian san là mình can dân gian. Quân dân, quân quân vốn quần quần chứ học không sẽ học ở đây quân 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 man quân min min đúng rồi, quân min tiếp dân chúng. Dân chúng là gì? Mình Mình chung mình chung, dân chúng, mình chung, dân chúng. Tiếp thương dân, thương dân thương dân tức là dân 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 buôn bán. Thương là từ thương nhập đấy. à? Có từ gì sang đúng không, thương nghiệp nó có sang gì đấy, sang cái này thì thầy nhớ học từ lớp 2 sang óc đây, thầy sang mình. Mình Tiếp ngư dân, ngư dân ngư ngữ những người đó. Ngư dân là gì? Nên nghĩ người gì tới cái người đây, ngư dân là ngữ, ngôn ngữ là gì? Hàn Quốc ngữ Hangul Go đây là ó, ó min, ó min là ngư dân, ó min là dân chủ, min chủ. Mình chung Min chủ di dân, di trong từ lúc đấy di chuyển, di động, phương tiện di chuyển nên có từ gì ấy? Vừa lúc đấy có cái từ là phương tiện di chuyển, di chuyển cái từ di chuyển đấy là di động ấy. Là im im min sao ý mình đúng không? Mình là gì? Dân. Rồi, tiếp theo là bài 12 của ai dịch đây? Tương bé tiện bé định nào? ừ. Đâu chủ ngữ thì chủ ngữ không? Chủ ngữ, chủ ngữ, chủ ngữ đến đâu? Sion ni, đúng không? Sion ni, Ika này, Sion. Nào dịch nào? Sao cho là gì? Cái câu chuyện này, cái câu chuyện của Kim Min Su Có chuyện đi xu mà mà vận hành hành cái nhau cửa mà hàng pizza
Mà đang vận hành cái cửa hàng gọi là visa thì đang thì khẳng đông hơn chú gì là chú ta là cho cái gì đấy. Đang cho cảm động, Cảm chăn chanh là gì rồi? động kiểu là chân xa đây là gì? Chân xa là từ ấy đây này. À, chân xa đây nó là từ tính từ ấy, nó là êm ái êm ả gì đấy đúng Cảm không? động một cách êm ái à? Rồi nó cho một cảm động êm ái. Gần đây anh Kim Kim xin lên anh Kim này, Nên khi bởi vì từ dưới luôn đi đã thì sao cô thắng ai đã đã cái tá hay tá danh từ cộng với tân tân thắng hai tá là bị làm sao đấy, nó đang bị sao đây. bị sự cố cứ Bị sự cố cho thì bị sự cố là rằng là bị ra đây sự cố đây, bắt đầu nó giải thích cái sự cố là sự cố gì thế này, bị sự trượt ngã. cố xe gì đây, xe ô tô Bị ba trượt. Bị trượt à, bị trượt ô tô thì bị à bây giờ trượt. xe máy đúng không, à cái À, sự cố là xe máy đã bị mì cứ đo chi giả. Xe máy đã bị trượt, trơn trượt ở đường mưa. Bị trơn trượt ở trên cái đường mưa rồi tiếp trong lúc đà ca trong lúc đi đi đâu đây thế ta tha đỏ. Trong lúc mà đi giao pizza, Tiếp tìm nữa đây vừa đến cái may mắn. không có Offsetiman đấy à, thấy anh thật may là đã không có cái gì khe này. Thật may là Khe này thì không khe là có thiệt ai hại, bị khe là đau à? không khe là Bị thiệt thiệt hại, hại, đã may bị không có cái thiệt hại, không có thiệt hại, bị thiệt hại thương là gì à, không có cái thiệt hại là người bị thương à, cái thiệt hại là người bị thương thế nhưng nhưng mà do cái visa nó bị bằng ca chi giả cái ra nó bị hỏng, địa nên là chỉ cho nên là có vấn đề có vấn đề về giao hàng. có vấn đề trong việc giao hàng đúng Thì giao hàng không, tiếp về nó à, đâu dịch từ chỗ nào đây cái vị khách là ấy, mà à. vị khách Là liên lạc dịch dịch từ chỗ e để he chỗ nào. Về cái vấn đề gì thế này, về cái vấn đề thế ta đi nữ do chi ta, về về cái cái vấn đề sao lại nó bị thì giao hàng muộn. giao học muộn, về vấn đề là bị giao học muộn này thì ông Kim ông đã gì ngay lập tức ông gì giờ lắc hát ra Ông đã liên lạc cho khách hàng và nói là vẫn liên lạc cho khách hàng và rồi khách hàng đúng không, khách hàng đã nói rằng khách là hàng ý là nói như là họ đã nói rằng là con Johnny ố do tôi thế là gì đi đi chậm thôi cũng được, đến chắc đi đến đến chậm đến thôi cũng được. cũng được gì nữa cái À, từ đâu cũng được à, thế mồm bên phiền chan này đó tức là gì, vậy cơ cái thể không sao các chứ. bạn sao chứ đúng không, và rồi nó đã bảo là hiện giờ nó đã truyền đạt đến một câu nói rất là à đây, tức là cái vị khách này nó truyền truyền đạt lại nói lại bằng một câu rất là gì ấm áp đúng Cơ không, thể ấm áp. ấm áp đó. Vậy chọn số mấy này, số 1 là gì đây, ông khách này ông đã gì mà đất tả đã nói rằng là gì tôi sẽ truy số hai kết tả Hủy hủy pizza tôi đã hủy cái sai. visa mà tôi đã chúng muốn han lên mà đã đặt không, nói rằng là tôi đã hủy cái tôi sẽ hủy cái visa tôi đã đặt có hủy không. Không ạ. Loại tiếp số 2
vì phát sinh cái sự cố nên là Rồi vì phát sự cố lên đã cái visa mà đang gì người ta chung mình đòi đang đang giao ừ, đã đang... bị hỏng. rồi đã bị hỏng đúng không, Đúng. có hỏng đâu nhỉ, hỏng không nhỉ, Hỏng. à đây à, visa bị hỏng nên đấy ừ, đúng này. Số 3 là gì à, vì cái ô tô bay ấy, cái Vì cái xe xe máy máy nó bị hư bị hỏng cả trơn trượt trên số cái đường mưa mưa nên cho nên ông Kim đã bị à, là chi em phá đã bị thương. bị thương, có thương không, Không ạ. không thương đúng không. Tiếp ông Kim này thì từ dưới ông đã gì nhiều lắp Ông phát Kim này ạ liên lạc liên lạc cho cái vị khách. à, ông lại đặt liên lạc cho vị khách, Chị Kim này cho cái người khách mà đã gọi thì đây gọi là à, gọi là ra gọi visa nên là đã bị xảy ra sự cố có phải không, ông này là không ông đang bị ngã bị trơn thôi chứ không phải là do đang liên lạc và bị giao thông hoặc bị tai nạn. Vậy chọn số số 2 rồi nào, xem có cái gì đây à, nhưng người sai do là câu chuyện tiếp thần đông thần sa na tả thần sa na tả tên mà đánh thần sa na tả à, thần đông sa tả là cảm được. tập tiếp ừ, cho nên chúng ta nên thấy mì Trơn trượt đo chi mình bảng bị tơn không rồi mì đo chi bảng là bị trơn trượt bị à, trơn nghe rằng à, chúng ta có danh từ ơn ơn vân vân thằng tha tà đã bị ở ta đây sự cố bị sự cố bị tai bị nạn gì đó chi he thiệt à. À, mang các chi tài bị hỏng không hết một gì đâu đổ nào lấy đỡ âm gì đây chúng ta có từ ion, từ cái từ ion này từ niên ấy, ion niên trong từ năm ấy, niên 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 hoặc là liên hoặc là trong từ liên kết, nhưng cái kết nối cái từ liên có hai âm đúng không, nào ví dụ chúng ta có từ gì à, niên trong từ gì đây, cái từ niên mạc đấy, từ niên mạc đấy. Nó là từ cuối năm nó, có cái âm này nó hơi bị ấy thôi, nó là cuối năm chúng ta có từ gì nhọn, cuối là gì, cuối tháng cuối năm chúng ta có từ mai đây. Mai là mạc là cuối cuối năm xong rồi niên sơ, tức là niên sơ tức là sơ là trong giai đoạn đoạn đầu ấy, gọi là đầu đầu năm đúng không, đầu năm thì là gì nhọn, đầu đầu năm đầu tháng nó tùy do chô chô đây là chô đây là đầu nhé, là sơ lúc sơ khai đấy đúng không. Vậy tiếp này niên trung, niên trung là gì, tức là giữa năm ấy, giữa yon giữa là trung, trung là trung, trung là gì, trung yon trung giữa năm đúng không, niên độ, niên độ là gần gần tô là độ thôi. Vậy nhưng mà từ liên kết đi, liên kết là gì, kết liên kết, kết trong từ đoàn kết, hôm trước có học từ đoàn kết rồi sao à, liên kết, kết trong từ đoàn kết đấy biết là gì không, gần Yon coi gần coi mình chơi liên kết coi liên quan, yon
Gần qua. Liên quan đúng rồi. Đấy. À, liên tục. Gắn. Liên tục. Kế tục, kế tiếp ấy, tôi bây giờ có thử liên tiếp liên tục đó là gì? Yên xúc. Đúng rồi, sốc được, sốc là tục đấy. Hề sốc là, hề sốc là kế tục. Nhân, nhân sốc là liên tục. À, liên đới. Liên đới tức là gì? Đời này đời trước này không? Nhân đới, đới đời 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 này, đới đới đối đối tên. Gần tên. Liên thì mà liên quan, liên thì liên, liên tiếp, liên liên lạc, liên lạc đấy đúng không? John Locke. Giờ lắm Rắc. liên gì nữa, liên liên thủ không, Tiên thủ hơn thì liên thủ tức là kết hợp với nhau đấy. Giờ thủ, thủ là thủ có liên thủ, liên thông. liên thủ liên thông á, liên thông có gần thông có liên thông không, không có cái từ liên thông đâu, kiểu liên dầm thông này, ống khói và liên hiệp thì có dầm nhóc này, liên hiệp thì hát, liên hiệp là hát, hát học là hiệp, liên hợp liên hiệp, liên liên hiệp là bị dầm hát rồi. Ok ở đây rồi về nhà tiếp tục nhé, đến phần 83 thì mới viên dưới này, ra trước có thầy đi để mai học cho nhanh nhé, ra trước làm trước đó để chúng ta có một lần được luyện tập trên lớp một lần, học về nhà nữa là nó ba lần học đi học lại nó sẽ nhớ đấy. Rồi ok ổn đấy, giờ khi bạn chị mà mi nhớ xem lại đoạn, xem lại đoạn đầu thầy nhé. Cái Dạ phần, vâng ạ. phần cô ba nghe phần cô ba rất là hữu ích luôn đấy, em nghe chi tiết lại thầy tầm 30 phút là hết rồi đấy, em cố gắng xem ok. Nhiều khi là chim bà chị người ta ấn cái đấy đó. Xin chào. Yeah.